trong bình minh muôn loài chim hót và mọi nơi đêm trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối nắng xuân đem vui với đời kia trong vạt nắng bao nguồn sông bướm say duyên lành tấm tô trời xanh đàn chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi mát ta nghe gió về đàn thiết tha như bốn tiếng đàn xuân đem niềm vui cho ngày xanh không hẹn lời than giờ thương gió mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa khát khao xuân tươi thái hòa hoa xuống đời vui trong bình minh muôn bài chim hót vang mọi nơi đèn trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối khát khao xuân tươi thái hòa xuống đời vui trong bình minh muôn loài chim hót và mọi nơi đêm trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối khát khao xuân tươi thái hòa Bye.
chờ giao thừa sang chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an. Chúc chúc ông bà lão niên, kính chúc ba mẹ phước an, cùng anh chị em và với muôn người, chúc cho sang năm được giàu sang. Cầu chúc đất nước luôn được an lành, cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình. Mong sao nước Việt Nam mình, mong sao luôn luôn an bình, mong sao cho nước Nam rực rỡ. Cầu chúc thế giới luôn được an lành, cầu chúc no ấm cho mọi dân tộc. Mong cho tâm luôn an bình, mong cho xác thân an lành, mong cho tất cả gần nhau. Thank you.
chiếu lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng về trong anh mùa sáng. Gió mãi mơn man trên đôi môi hồng, người em yêu từng quên trong cuộc sống. Hương vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trông nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Dừng xuân nơi xin lặng gió heo may, để chim muông quay về với muôn cây. Tình xuân nơi xin dệt mối yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Để gió hay cuốn từng lá rơi, và nắng hay chiếu màu thắm tươi. Cùng những tiếng hát điệu nhạc dân chơi vơi, để hồn ta say trong biển khơi. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng về trong anh mùa sáng. Gió mãi mơn man trên năm mùa hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Hương vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trông nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Trong anh mùa xa, gió mãi mơn man trên đó môi hồng. Người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Hương vẫn tung tăng đầy la đà, mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trông nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Dừng xuân ơi xin lặng gió heo may, để chim muông quay về với muôn cây. Tình xuân ơi xin dệt mối yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Điệu nhạc dân chơi vơi để hồn ta say trong biển khơi. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng về trong anh mùa sáng. Gió mãi mơn man trên đôi môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Hương vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trông nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Ánh mắt mơ trông nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Ánh mắt mơ trông nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Bye.
chúc mừng họ bà Nguyễn Thị Trung, hưởng thọ tuổi 80. Kính thưa bà và các quý khách, các cụ, các bác trong gia đình kính mến, các cháu yêu quý, nhân dịp Tết đến xuân về, gia đình tổ chức mừng hưởng thọ bà. Tôi và gia đình ông bà Hồng Liệu, hàng xóm, đến chúc mừng bà thượng thọ tuổi 80 đạt tuổi vàng. Gia đình tôi chúc mừng bằng hai bài thơ tặng bà đạt tuổi vàng: xuân về thắm nở hoa đào, chúc mừng thọ bà tuổi cao gia đình. Hôm nay cuộc sống hòa bình, kính chúc thọ bà khang ninh thọ trường, cụ là những tấm gương để cho con cháu theo đường noi theo. Cuộc sống thay đổi không ngừng, cụ là cây bách cây tùng nhà ta, mong rằng cuộc sống chan hòa, sống cùng con cháu thật là tuổi tiên. Năm nay bà đạt được tuổi vàng, đăng đàn mừng thọ thật là sang. Tâm dày đức trọng con hiếu thảo, nghĩa nặng tình sâu cháu con ngoan. Đạo mẹ cha thêm dành quả phúc, luôn thường cha mẹ dệt lưu quang. Hân hoan con cháu đồng tâm chúc, vui khỏe thọ trường vạn đại khang. Đầu xuân năm mới tôi xin kính chúc các quý khách và đại gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống, có nhiều niềm vui. Tiếp theo tôi xin hát bài ông bà mẫu mực con cháu, ông bà mẫu mực con trung hiếu cháu thảo hiền. Xưa kia lão giả ăn chi, bây giờ lão sống phải vì tương lai. Nuôi con dạy cháu miệt mài, học hành chăm chỉ nên tài bỏ công. Đẹp ý thuận lòng việc ở ăn, đẹp ý thuận lòng quý cha mến mẹ, kính ông trọng bà. Trên dưới thuận hòa anh em, trên dưới thuận hòa họ hàng nội ngoại, kẻ xa người gần. Bạn bè thân cậy tình thân đề cao, chữ nghĩa chữ nhân chữ hiền việc dân, việc dân việc nước chớ quên ý. Việc dân việc nước chớ quên phải vô tư, mới phải trung thiên nhiệt tình công bằng, công bằng chính trực nghiêm minh ý. Công bằng chính trực nghiêm minh biết người và lại biết mình, mới lên lý tình, lý tình vẹn cả đôi bên, thoa lòng đẹp ý dưới trên vui vầy, lấy mầm hạt lại thành cây ý. Nay mầm hạt lại thành cây, ông bà xưa mẫu mực con cháu này thảo hiền. Dạp dào sóng vỗ khoan với đô khoan, sóng vỗ mạn thuyền khoan với đô khoan, cuồng căng lại thẳng khoan với đô khoan, vững bền lòng son khoan với đô khoan, khuôn tròn lại đúc khoan với đô khoan, lại đúc đã tròn khoan với đô khoan. Mẹ cha nhân hậu khoan với đô khoan, hẳn con hiền lành khoan với đô khoan, ông bà mẫu mực khoan với đô khoan, mẫu mực đào thanh khoan với đô khoan, cháu con hiếu thảo khoan với đô khoan, gia đình hòa vui khoan với đô khoan. Tôi vâng nhật nguyệt sáng soi,
Dạ, con xin được cảm ơn cô Hồng Vững rất nhiều với những phần thơ rất là ý nghĩa, đặc biệt là một ca khúc mà cụ đã sáng tác gửi tặng buổi trưa ngày hôm nay. Và xin đại gia đình dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng ạ. À, xin được cảm ơn rất nhiều ạ. Tiết Tiết cũng đã dành tới cho cô một lời chúc thọ tốt đẹp nhất với một sáng tác rất định nghĩa cho ngày hôm nay, một làn điệu sẩm mang tên 60 tuổi vẫn chưa già. Thưa quý vị, một lần nữa thì quý vị sẽ cùng dành tặng cho nghệ sĩ Tiết Tiết một tràng tay thật lớn được không ạ? À?
Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến hiện diện trên sân khấu lúc này đây, đó chính là cụ bà Nguyễn Thị Trung cùng các con các cháu của cụ đang ra mắt toàn thể quý vị. Một lần nữa thì cho đại gia đình chúng tôi xin được cúi chào ra mắt toàn thể quý vị. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt dành cho cụ bà Nguyễn Thị Trung. Người ta thường nói rằng công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Thì ngày hôm nay đại gia đình các con các cháu của cô đã tổ chức một bữa tiệc rất là thân mật ấm cúng để cùng mời toàn thể quý vị khách quý trở về đây cùng chúc mừng thượng thọ cho cô tròn 80 xuân trong ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho ekip những người thực hiện chương trình xin được chúc cho cụ bà Nguyễn Thị Trung sống lâu trăm tuổi, bất niên sai lão thọ tỷ Nam Sơn, một tràng thân lớn của tất cả quý vị. Và ngay sau đây cho phép bà gia đình cũng như gia đình cô Nguyễn Thị Trung dành tới cho quý vị những lời phát biểu như là cảm ơn và kính mời toàn thể quý vị dự tiệc ăn biện trong ngày hôm nay. Thì cho phép chúng con xin được mời lời phát biểu của cô Nguyễn Thị Trung sẽ có đôi lời kính thưa, xin được trân trọng kính mời lời phát biểu của cô ạ. Dạ, kính thưa tất cả các cụ, các bác, các anh, các chị cũng tức là các bạn hôm nay đã đến với dự lễ mừng thọ của mẹ tôi. Thì tôi được mẹ cũng như là anh em trong nhà có lời cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị, các vị khách quý đã đến dự lễ mừng thọ của mẹ tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, xin được cảm ơn đơn lời phát biểu của đại diện cho gia đình cụ bà Nguyễn Thị Trung trong ngày hôm nay đã gửi tới toàn thể quý vị những lời cảm ơn sâu sắc nhất. Quý vị đã có đôi chút thời gian và đồng của mình trở về chung vui dự tiệc ngon miên, và quý vị đã có những lời chúc mừng thực thọ tốt đẹp nhất dành cho cụ Trung trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn toàn thể quý vị. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, ngay sau đây thì xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng tiếp tục dâng cao những thước phim của mình lên cùng chúc thọ cho cụ Trung trong ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì có một bài thơ mà cụ Lệ là chị của cụ Trung trong ngày hôm nay có một phần thơ để cùng dành tặng một lời chúc thọ tốt đẹp nhất cho em của mình, đó chính là cụ Nguyễn Thị Trung trong ngày hôm nay. Thì ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng lắng nghe và thưởng thức ạ. Trung xin chúc bà một bài nhà Phật dạy tuổi thọ. Thế là xưng con với rời với Phật chứ không phải là xưng con với em. Con mừng tuổi thọ mà có cao mà tăng tăng cao. Con mừng như chúc mấy thông như thông như hoa nào mới nở mấy như rồng mới leo con mừng cù như cánh ấy nhiều điều điều xoay đâu là đâu sang đây mấy kẻ yêu kẻ yêu mấy người à vì con mừng cù như cảnh quê chi mùi thơm là thơm ngát ngát này với như là hương sen con mừng cù như cánh mấy hoa hoa sen nở trên là trên mặt cả nước có hèn có hẹn gì ở đâu mấy con mừng cù như cánh mấy hoa hoa ngâu nở trên là trên đỉnh núi đâu 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 con cũng tìm con mừng cù như cánh mấy hoa hoa sen nở trên là trên sườn núi con tìm chào cao với
con mừng cô như canh mấy hoa hoa đào của đi là đi bếp Phật con vào con vào con đã trông với con mừng cô như canh mấy hoa hoa hồng của đi là đi bếp Phật như công như công phượng trầu con mừng cô trăm tuổi mấy sống mà sống lâu con lá con là con cháu chắc đi gia hậu mà gia hậu của đây xin hết ra quá được ạ, quá tuyệt vời ạ. Một sáng tác một vần thơ mà cụ dành tới cho em của mình, đó chính là cụ bà Nguyễn Thị Trung trong ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin được cảm ơn một vần thơ rất là sâu sắc, rất là ý nghĩa, đặc biệt là rất là hay và đúng nhịp phách phải không quý vị, mà một giọng hát rất là vang rền của cụ. Một lần nữa thì dành tới cho cụ một tràng tay thật lớn được không ạ? Vâng ạ, bà Sáu hát một bài không ạ? Có. Vâng ạ, không gì hơn bằng những tinh thần như vật và hôn nghệ trong ngày hôm nay. Và bây giờ con xin được mời bà. Thủy lên đi. Thủy sát hai đứa. Là mình thọ các cụ, nhưng mà cũng có cả thanh niên và các cháu, thì bà xin hát một đoạn hát chèo. Chúng một đi bộ chuyến tàu ơi này ai ơi đôi thời đôi đôi đưa chúng ta đi chúng một đôi ta thời chúng một một chuyến đi bò đôi ta thời chúng một một chuyến đi vâng ạ, xin được cảm ơn giọng hát rất là tuyệt vời của cụ Sáu ngày hôm nay, cũng đã dành tới một lời chúc thọ cho cụ Trung trong ngày hôm nay. Và cái thưa toàn thể quý vị thân mến, người ta thường nói rằng một lục già bằng ba lục trẻ, và ngày hôm nay chắc hẳn rằng những là tiếng hát, những bài thơ, những vần thơ của các cụ dành tới cho cụ Nguyễn Thị Trung trong ngày hôm nay thì chắc hẳn cụ sẽ ấm lòng hơn và vui vẻ hạnh phúc hơn nhân ngày mừng thọ 80 xuân trong ngày hôm nay ạ. Một lần nữa thì xin được chúc cho các cụ cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, gia đình an khang và thịnh vượng. Xin được chúc cho cụ Trung của chúng ta bách niên giai lão, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Một lần nữa cho phép thì con xin được chúc mừng cô và xin mời cô cùng các quý vị khách quý cùng dàn trai dân của chúng ta sẽ cùng tiến về phía dưới để cùng tiếp tục dự tiệc cùng về vị trí danh dự của mình, cùng gửi tới cho cụ Nguyễn Thị Trung những lời chúc mừng thọ tốt đẹp nhất của toàn thể quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều ạ.
xin mời gia đình cùng lên đông đủ ạ. Vâng ạ, theo mời yêu cầu MC thì 1, 2, 3 nhà mình cùng nhìn tất cả mọi người để cùng lưu niệm này một cái hình thật là đẹp nhất được không ạ? Không nhà mình cứ quan sát những mặt đi công tác là không được chỉnh đẹp được ạ. Xin mời đại gia đình đây nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.